tới các bạn. Và trong thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng để đưa được chiếc đó về Việt Nam và sẽ review trực tiếp hand on trên tay. I was young, so và đây, đây chính là chiếc Rolex Shiny Moon Face mà tôi đã hứa với các bạn trong cái video trước đây. Chiếc Rolex Shiny Moon Face này là một trong những chiếc Rolex có lịch thiên văn đầu tiên được bán ra trên thế giới và chiếc đầu tiên về Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng khám phá chiếc đồng hồ này ngay sau đây nhé. Trước đây thì đồng hồ Rolex thường được gắn với bộ vỏ oyster chống nước và cái thiết kế thể thao. Nhưng dòng Shiny này lại có một hướng đi mới với cái thiết kế vỏ tròn cổ điển. Khi mới ra mắt thì Shiny có 3 phiên bản với những cái tính năng cực kỳ là thực tế, như là thời gian cơ bản, lịch ngày, hiển thị múi giờ thứ hai. Tuy nhiên, tại Bezel World 2017 vừa rồi, gã khổng lồ đã giới thiệu một cái mẫu Shiny với cái mã rep là 50535 hoàn toàn mới, với tính năng khiến rất nhiều người phải bất ngờ, đó chính là lịch tuần trăng. Và hấp dẫn như thế nào thì lát nữa tôi sẽ giới thiệu tới các bạn. Trước mắt chúng ta hãy đi qua về cái lớp vỏ của chiếc đồng hồ này. Vỏ của Rolex Shiny Moon Face được chế tác từ vàng hồng Everose. Đây là cái chất liệu độc quyền của Rolex, đó là sự kết hợp từ vàng, đồng và bạch kim, hay còn gọi là platinum. Điểm đặc biệt của Everose Gold chính là sự góp mặt của bạch kim, cái kim loại quý và đắt hơn vàng. Bạch kim có khả năng kháng axit, giúp cho vàng Everose giữ màu tốt hơn. Và đó là thành quả của lớp vỏ bóng bẩy đang trên tay tôi đây. Cũng giống như những chiếc Shiny khác, 50535 sở hữu cái lớp vỏ với đường kính 39mm, dày 11mm. Kích cỡ hoàn hảo cho một chiếc classic cổ điển. Như các bạn đang thấy, tai càng của chiếc đồng hồ này thì thẳng, ôm vát, mềm mại, ôm bên tay. Đó, như các bạn đang nhìn thấy, thẳng và ôm vát. Ôm vát đây. Đánh bóng gương rất là trau chuốt, tỉ mỉ. Vành bezel của đồng hồ thì được thiết kế với những cái rãnh khía đồng xu. Cách xử lý rất là đặc trưng của Rolex. Ở thân của đồng hồ thì chúng ta có thể thấy được một cái nút bấm nhỏ, đây như các bạn đang thấy ở góc 7 giờ. Đây chính là cái nút bấm để chỉnh lịch Moon Face, hay gọi là lịch thiên văn đấy. Với một cái mẫu đồng hồ thanh lịch như Shiny Moon Face, khả năng chống nước không được coi trọng lắm. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ này vẫn chịu được ở mức 50 mét nước. Đây, tiếp đến thì chúng ta sẽ đi đến phần núm của chiếc đồng hồ. Đây chính là núm của Rolex với cái hình bông sen cùng các cái khía xung quanh, logo chính giữa, hình vương miện. Đó, như các bạn đang thấy. Và đây chính là dây da của chiếc Shiny này. Nó được dùng chung với những chiếc Shiny thế hệ trước. Và đây là mặt sau chiếc đồng hồ. Bên này là in logo và Rolex Genève. Còn đây là Genoa Alligator, da cá sấu thật. Da cá sấu cũng lại in hình logo của Rolex. Đấy. Dây da cá sấu của Rolex thì khỏi bàn, rất là đẹp, đường vân may chỉ chu tỉ mỉ. Và tiếp đến thì chúng ta đến khóa chiếc đồng hồ này. Và khóa của chiếc đồng hồ này cũng khác với những phiên bản thông thường 5050, 5051, 5052 thì 5053 này sử dụng khóa gập. Đấy, như các bạn này, đây là khóa gập của Rolex. Để nói lên cái gì? Để nói lên cái đẳng cấp hơn những phiên bản Shiny trước đây sử dụng khóa cài. Và chất liệu thì đương nhiên là vàng Everose 18K rồi. Đây, như các bạn đang thấy. Đây, biểu tượng Rolex, các cái dấu in nhỏ sắc nét. Còn bên này là in về dấu vàng này, các dấu vàng, dấu vàng 750, dấu Rolex, dấu chuyện đầu chó, dấu chiếc cân, tất cả bên này. Đó, logo
sau đây. Đánh bóng trong chuốt. Đáy của chiếc đồng hồ này thì được làm kín, hơi lồi một chút, nếu như bạn nhìn ngang hơi lồi một chút, có vành khía đặc trưng bao quanh, tem đáy xanh đây, chứng minh được là đây là đồng hồ mới. Những cái danh khía này chúng ta sẽ nhìn thấy là giống như cái vành bezel, đều nhỏ nhọn đẹp sắc nét, rất là tỉ mỉ, một đặc trưng của Rolex. Về lớp vỏ của chiếc đồng hồ này thì không có gì khác ngoại trừ nút chặt tinh chỉnh trăng sao và núm của đồng hồ. Tuy nhiên, mặt số của chiếc đồng hồ này mới là cái chủ đề chính tôi muốn đề cập trong video ngày hôm nay. Đầu tiên, đó chính là kính sapphire của Rolex. Thì đây không phải là loại kính sapphire chống lóa, nhưng khách quan mà nói, đây là một tấm kính nguyên khối rất là hoàn hảo, đảm bảo được độ trong suốt nhất để chúng ta có thể nhìn ngắm vào mặt số bên trong, rất là hấp dẫn. Các bạn đang thấy đây. Thì mặt số của Rolex Cellini Moonface được hoàn thiện bằng phương pháp sơn mài, đơn giản với mục đích là làm nổi bật cái chức năng lịch tuần trăng ở góc 6 giờ. Bạn cũng có thể nhìn thấy ô cửa sổ chỉ ngày thay thế bằng đầu kim hình bán nguyệt. Đây, như bạn đang thấy đây. Tất cả những chi tiết trên đều làm tăng cái vẻ thanh lịch cho chiếc đồng hồ này. Mặt số thì được thiết kế với hai vòng tròn đồng tâm. Vòng tròn bên ngoài thì có tác dụng hiển thị ngày trong tháng, còn vòng tròn bên trong chính là chỉ số phút. Ngoài kim ngày được nung xanh đây, thì những chi tiết còn lại trên mặt số đều được làm từ vàng hồng Everose, từ kim giờ, kim phút là dáng kim alpha truyền thống, cho tới vương miện hình logo Rolex và các mốc giờ được thiết kế đứt đoạn. Kim chỉ ngày được làm bằng thép và hoàn thiện bởi phương pháp nung xanh. Nung xanh là một cái kỹ thuật rất là khó, giúp hoàn thiện cho linh kiện đồng hồ cả về chức năng lẫn vẻ bề ngoài. Bên cạnh cái màu xanh đậm rất đẹp này thì việc nung thép cũng giúp cho linh kiện dung hòa giữa độ cứng và độ dẻo đúng với cái nhu cầu của nhà sản xuất nhất. Đó chính là tất cả những gì về cái cây kim chỉ ngày này. Vâng, nếu ai hỏi tôi câu hỏi này, câu trả lời của tôi chắc chắn đó là lịch tuần trăng. Đây, hay còn gọi là lịch thiên văn. Điều mà thu hút tôi ngay từ những cái giây đầu tiên, nổi bật trên cái mặt số đơn giản là cái tính năng lịch tuần trăng kỳ bí ở góc 6 giờ. Đĩa xoay được hoàn thiện bằng phương pháp tráng men, cho ra một màu xanh rất là cuốn hút. Trên đĩa lịch thì có hai hình tròn tượng trưng cho một hình ảnh trăng non và một là trăng tròn. Đây chính là trăng tròn và đây là trăng non. Đặc biệt hơn, hình ảnh trăng tròn được làm từ cái mảnh thiên thạch rất là quý hiếm. Và với cái tính năng lịch tuần trăng đặc biệt này, Rolex đã được cấp bằng sáng chế độc quyền. Sau đây, tôi sẽ hướng dẫn chỉnh giờ lịch tuần trăng cụ thể cho chiếc đồng hồ này. Đầu tiên thì chúng ta phải chỉnh cái lịch Moonface đầu tiên. Đó, trước khi chỉnh lịch tuần trăng, tôi xin lưu ý với các bạn, đó chính là lịch tuần trăng trên đồng hồ mang tính chất nghệ thuật phô bày nhiều hơn là cái tính hữu dụng. Thế nên là cái hiển thị lịch tuần trăng chúng ta nhìn thấy chỉ mang tính chất tương đối đúng ngày mà thôi. Bạn dùng nút bấm chuyên dụng của Rolex hoặc bất kỳ vật nhọn gì khác nếu đủ can đảm để chỉnh sao cho trăng tròn gần với mũi tên nhất. Như đây là tôi đã chỉnh gần với cái mũi tên này rồi. Bây giờ tôi sẽ chỉnh thêm một chút nữa nhé. Đó, bấm rất là nhẹ, khá là thích. Tiếp đấy, chúng ta chỉnh đúng chỉnh giờ cho qua ngày để lịch tuần trăng tự di chuyển đến đúng cái điểm trăng tròn. Đây, nhảy ngày. Đó.
Đấy, trăng đã chính xác đã là tròn rồi đấy. Đây. Sau đó chúng ta tiếp tục ấn nút ở cạnh đồng hồ với cái số lần tương ứng theo lịch trăng. Đó chính là cái lần âm lịch của người Việt Nam chúng ta đấy. Xác định lịch âm thì rất là đơn giản. Các bạn có thể Google search lịch âm, đúng không? Hôm nay là ngày 2 tháng 10 dương lịch, tương ứng với ngày 13 âm. Đó, thì còn 2 ngày nữa chúng ta sẽ đến rằm. Chúng ta sẽ ấn 28 lần kể từ ngày rằm. Chúng ta sẽ có ngày 13 âm chính xác như cái ngày lịch âm lịch của chúng ta. Đây, tôi sẽ bấm cho các bạn xem 28 lần. 1 2 Và đây, đây chính là tôi đã, sau khi tôi bấm 28 lần thì đây sẽ là được cái ngày 13 âm như đúng lịch của chúng ta. Ngày hôm nay, mùng 2 tháng 10 dương lịch. Đó là chỉnh lịch thiên văn. Sau đây thì chúng ta mới chỉnh đến giờ phút thì nó rất là đơn giản rồi. Chúng ta rút ra vặn xuôi núm và rút núm ra. Sau khi vặn xuôi núm về phía dưới này thì núm nó bật ra. Chúng ta rút ra vị trí đầu tiên. Đó, như các bạn đang thấy. Để chỉnh ngày thì đây là ngày đã là mùng 2 rồi. Hôm nay là mùng 2 chuẩn rồi. Thì sau đấy thì chúng ta chỉnh giờ cho đúng giờ ngày hôm nay thôi. Hiện tại bây giờ là 5 giờ 13 phút 12 phút. Đây rồi. Bạn. 5 giờ 13 phút chiều. 5 giờ 13 phút. Đây. Đó, chính xác chuẩn. Tuy nhiên khi chỉnh giờ thì các bạn cần lưu ý một điểm, đó là chỉnh theo đúng giờ 24. Đó. Có một cách để chỉnh lịch rất là đơn giản. Đó là các bạn đem qua cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉnh cho các bạn rất là dễ, nhanh, gọn. Nếu bạn sợ hỏng đồng hồ chẳng hạn. Tiếp đến thì là chi tiết về máy móc. Thì bên trong cái bộ vỏ vàng hồng Everose chính là cái bộ máy tự động Caliber 3195 được sản xuất in-house bởi Rolex. Bộ máy này thì sở hữu 31 chân kính, hoạt động với cái tần số là 28.800 nhịp trên 1 giờ, có cái thời lượng cót là 48 tiếng. Với Caliber 3195 này thì chúng ta vẫn thấy được những cái công nghệ độc quyền của thương hiệu đồng hồ nổi tiếng nhất thế giới như dây tóc xanh Parachrome hay chứng chỉ Superlative Chronometer. Một chiếc đồng hồ chuẩn chronometer được coi là chất lượng cao và có độ chính xác đáng tin cậy với sai số vào khoảng trừ 4 đến cộng 6 giây mỗi ngày. Tuy nhiên, với những công nghệ hiện đại ngày nay thì độ chính xác của đồng hồ càng được cải thiện và Rolex thì cũng muốn những cái chiếc đồng hồ của mình trở nên đặc biệt hơn. Họ đã cho ra mắt chuẩn chất lượng Superlative Chronometer với sai số chỉ khoảng vào cộng trừ 2 giây mỗi ngày mà thôi. Bên cạnh cái độ chính xác đó thì bài kiểm tra Superlative Chronometer còn quan tâm tới những yếu tố khác như chống nước, hiệu quả lên dây tự động, thời lượng cót. Quan trọng hơn, chronometer của COSC thì chỉ kiểm tra cái bộ máy, còn Superlative Chronometer của Rolex thì kiểm tra một chiếc đồng hồ hoàn chỉnh. Nhìn qua cái mẫu Rolex Cellini Moonface này thì có một cái bề ngoài rất là hoàn hảo. Tuy nhiên là tôi thì có một điểm chưa thực sự hài lòng với bộ máy. Với cái mức giá hãng niêm yết là gần 27.000 USD, chính xác là 26.750 USD, chúng ta hoàn toàn có quyền được mong đợi một chiếc đồng hồ với đáy làm từ kính sapphire, khoe ra toàn bộ cỗ máy được hoàn thiện rất là tỉ mỉ. Nghe có vẻ lạ, nhưng Rolex Cellini đã từng làm cái điều đó ở trong cái mẫu Rolex Prince vào năm 2005. Tại sao lại không thực hiện một lần nữa? Tôi thì tôi rất mong đợi một chiếc Cellini có chức năng tuần trăng này được hở ra cỗ máy, được chạm khắc, được hoàn thiện tỉ mỉ, kỳ công. Các bạn thì sao? Video này đến đây thì cũng khá là dài, nhưng có một cái điểm mà tôi không thể không nói về chiếc đồng hồ có lịch tuần trăng này. Đó chính là trong cái quá khứ,
Với những cái chiếc đồng hồ có lịch thiên văn của Rolex thì rất là hiếm. Chỉ có hai cái mẫu, đó chính là mẫu 6062 và mẫu 8171. Mẫu 6062 thì rất là nổi tiếng, như các bạn vừa biết mới đây này, chỉ chiếc Rolex 6062 chính là cái chiếc của vua bảo đại, vừa được bán đấu giá hơn 5 triệu USD. Thì nhìn vào hai cái mẫu đồng hồ 6062 và 8171, chúng ta thấy được sự tương đồng với cái mẫu Celini mới được ra mắt này, với cái mặt số trắng này, kim chỉ ngày này và lịch tuần trăng ở góc 6 giờ. Tuy nhiên có một số điểm khác biệt, đó là cửa sổ chỉ thứ và tháng, đặc điểm mà Rolex Celini Moon Phase mới không có. Hai chiếc Rolex 6062 và 8171 được ra mắt vào đầu những năm 1950 và bị dừng sản xuất ngay sau một khoảng thời gian rất là ngắn. Vì cái độ đặc biệt và độ hiếm đó thì hai mẫu đồng hồ này hiện đã trở thành những ngôi sao sáng nhất trong các cái buổi đấu giá, được nhiều nhà sưu tập săn đón rất là mãnh liệt. Với sự thành công của hai mẫu 6062 và 8171 thì chắc các bạn cũng sẽ đoán được cái mẫu Rolex Celini Moon Phase đời mới này sẽ rất được chờ đón như thế nào, đúng không ạ? Hơn 60 năm kể từ khi một kẻ thực dụng như Rolex cho ra một chiếc đồng hồ với tính năng lịch tuần trăng, một cái tính năng rất là đẹp như thế này, như các bạn đang thấy đây. Mẫu đồ này thì mới được mở bán cho các đại lý vào cuối tháng 9 năm nay với giá là 26.750 USD, và chúng tôi Gia Bảo Luxury tự hào là đơn vị sở hữu chiếc đồng hồ này được chào đón nhất năm 2017 và là một chiếc đầu tiên về Việt Nam, như các bạn đang thấy trên tay tôi đây. Như hôm nay tôi đang review đấy chính là ngày 2 tháng 10, chiếc đồng hồ này về tay chúng tôi cách đây 5 ngày đó. Và có một điều nữa cũng rất là thú vị, không biết là các bạn có nhận ra không, đó chính là chiếc Rolex Celini này có trang bị một cái cây trọng. Đây chính là cây trọng chỉnh lịch thiên văn của Rolex. Theo tôi thì cái cây trọng này làm rất là tỉ mỉ, kỳ công, rất là đẹp đó. Và cái cây trọng này thực tế theo tôi đánh giá nó sẽ là cái cây trọng đáng giá nhất trong lịch sử. À, đấy là tất cả những gì về chiếc Rolex Celini Moon Phase mà tôi muốn giới thiệu tới các bạn trong ngày hôm nay. Và nếu các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập vào website chính thức của chúng tôi www.giabaoluxury.com. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy like, share và subscribe kênh YouTube chính thức của chúng tôi. Xin cảm ơn.